cầm cơm đi, em cầm cơm đi. Rồi sau đó với thì chuẩn bị. Ôi, làm trà trứng đi. Cầm cơm đi, cầm cơm, cơm cầm ở đây đó. Cơm phải nước. Ôi chị tiêm vô cái gì đó. Ông ngồi tiêm đi. Cầm bệnh cho con búp bê này đi.
chị cho em trong
Nhỏ ơi, cố lên.